Thời tiết lúc này đang rất là buốt, chỉ có 0,3 độ C thôi. Cổng trời Ô Quy Hồ với độ cao là 2.035 m. Và mọi người có thể nhìn thấy cảnh vật hiện tại lúc này. Tất cả mọi thứ đang đóng băng hết rồi này cả nhà. Mọi người có thấy nghe thì tiếng lách cách không? Đấy, mọi người nhìn này, tất cả những cái cổng hoa, những cái cổng hoa ở đây đều đóng băng hết rồi này. Này, băng giá. Mình sẽ nhặt một ít băng xuống đây. Thôi xong rồi cả nhà ơi, băng này. Trời ơi, mọi người thấy cảnh gì đây không? Băng vào băng. Ui, nhìn đây. Hello, chào buổi sáng cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Vi Vu Cùng Bắc. Mình là Bắc đây. Và miền Bắc đang bước vào cái thời điểm lạnh nhất trong năm rồi cả nhà. Từ đầu tuần cho đến giờ thì đã có xuất hiện băng giá ở trên những điểm như là ở Mẫu Sơn, ở Lạng Sơn hoặc là Phía Oắc ở Cao Bằng. Cũng tranh thủ cái đợt không khí lạnh này thì mình đã đi trước đón đầu. Mình đi lên trên Sapa để thử xem là vận may của mình có gặp được băng hay là tuyết không cả nhà. Thì chiều qua mình đã đi lên trên đến Sapa rồi. Nhưng mà sáng hôm nay thì mình bắt đầu mới quay cái hành trình đi săn băng của mình. Thì sáng nay bọn mình đã dậy rất sớm để đi lên trên đèo Ô Quy Hồ. Tại vì bình thường nếu mà ở trên Sapa có băng hay có tuyết á, thì ở trên Ô Quy Hồ sẽ là có băng có tuyết đầu tiên. Cho nên là sáng nay 6 giờ bọn mình đã dậy rồi. Và 6 giờ 30 đã xuất phát lên trên đến đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Và bây giờ thì bọn mình đang có mặt ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ rồi cả nhà. Trên đường đi đến đỉnh đèo Ô Quy Hồ thì nói thật là tâm lý của bọn mình là chắc là nghĩ là thôi chết rồi, đi lên trời nó không lạnh, không quá lạnh, cho nên là khéo là không có băng, không có tuyết rồi. Nhưng mà đi lên đến trên đến đỉnh cả nhà thì bắt đầu nhìn thấy những cái cành cây ngọn cỏ bắt đầu bị đóng băng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xuống xe để quay lại những cái khoảnh khắc băng giá ở trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ lại cho cả nhà xem nhé. Lạnh quá. Bây giờ thì mình đang ở bãi gửi xe ở chỗ đỉnh đèo Ô Quy Hồ cả nhà. Mọi người có thể nhìn thấy này, tay mình cầm cái ô nhưng mà gió nó thổi ô phần phật luôn. Và đây, bây giờ thì mình sẽ quay lại camera phía đằng trước để cả nhà có thể là xem được những cái cành cây, ngọn cỏ ở đây nó đóng băng như thế nào nhá. Nhìn này cả nhà ơi, đây là những cành cây ở chỗ bãi gửi xe ở đèo Ô Quy Hồ. Nhìn này, trời ơi, đây là lần đầu tiên mình thấy băng giá như thế này cả nhà. Và thực sự là nó đang rất lạnh. Đây cả nhà ơi, nhìn này, tất cả những cái gì nó đọng nước lại thì nó sẽ bị đóng băng như thế này. Đây là những cây hoa hồng gai này, nó đã đóng băng cứng đơ như thế này rồi. Ở trong chuyến đi lần này thì mình có đi cùng với một người bạn của mình nữa. Kìa, đang ở đằng sau kia cả nhà, đang đi ngắm băng tuyết rồi. Có lẽ mình sẽ phải nhờ đứa bạn cầm hộ cái máy cho mình một lúc để mình đeo thêm cái găng tay nữa. À, đâu đi trên băng à? Đây, đây là Hùng cả nhà. Hùng vừa đồng hành cùng mình trong chuyến đi Mộc Châu vừa rồi. Hùng chào cái nào Hùng. Chào mọi người nhá. Lạnh không Hùng? Rất là lạnh. Rất lạnh à? Ôi Hùng, Hùng ơi cầm máy hộ cái. Ôi, đợi tí để đi vào lấy cái găng tay. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình có mang theo một cái đo nhiệt độ của mình ở đây. Và mình sẽ để trước
cái đầu xe ô tô của mình để xem là nhiệt độ ở đây nó sẽ giảm xuống còn bao nhiêu độ nhá. Có lẽ mình sẽ để đây. Phải đeo găng tay vào gấp. Ui ôi, hở cái gì ra là buốt cái đấy. Ui. Cảm giác thật là rôm hốt. Hôm ấy cầm một cái ô nốt. Ôi biết thế mua cái vụ đại hàn hôm qua thì. Ôi ôi. Bây giờ mình cảm giác là đang rét run. Rét run cầm cập. Ôi nó không những lạnh mà nó lại còn có gió nữa cả nhà. Mình phải đóng thật chặt cái mũ này lại. Ôi. Bây giờ hở mỗi cái mặt như thế này thôi là cả cái mặt nó đang đang buốt, đang tê cóng. Hùng ơi, cả nhà ơi, bây giờ thì hiện tại mọi người có thể nhìn thấy mình thôi là đã thấy lạnh lắm rồi này. Và mình ở đằng trước mái nhà này nó có một cái sân kiểu cái mái bằng bê tông á cả nhà. Và cả cái mái nhà này nó cũng đang đóng băng rồi cả nhà. Đây, ui, rời khẩu trang. Đóng băng hết rồi này cả nhà ơi. Đi ở trên cái chỗ đoạn này á, nó cứ kiểu bị trơn trượt luôn á cả nhà ạ. Mọi người có thể nhìn chi tiết ở phía bên dưới này, mọi người nhìn thấy bóng bóng không? Là nó đã đóng băng rồi đây này. Đây này, những cái vệt trắng trắng ở đây là băng này. Đây là đá này. Wow. Ui, đấy, gió thổi băng bay đi luôn. Hy vọng là mai chúng ta sẽ được ngắm tuyết rơi. Đúng rồi. Và bây giờ là mình với Hùng đang có một cái hy vọng nữa là trong ngày mai sẽ có tuyết rơi cả nhà. Nhưng mà không biết thế nào. Có lẽ là còn phải dựa vào may mắn nữa cơ. Bây giờ thì mình phải đi rất cẩn thận trên cái sân này, chứ không trượt một cái là vồ được rất nhiều ếch ở đây đấy. Ở trên cái đoạn ô quy hồ này thì còn một cái điểm ở đằng kia cả nhà. Lúc nãy mình đi qua thì mình thấy tất cả những cái cành cây, ngọn cỏ ở đấy hầu như là nó đã đóng băng hết rồi. Nó có những cái sợi nước nó chảy xuống bên dưới và nó đóng băng lại á. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đoạn đấy cả nhà nhá. Có lẽ là mình đang không thể nói được nữa rồi, nó lạnh quá rồi. Cả nhà ơi, hiện tại thì hai anh em mình đang phải co ro trong một cái ô như thế này cả nhà. Và nó rất là lạnh. Hùng còn đang phải đeo khẩu trang kia rồi cả nhà. Có lẽ là tí nữa mình cũng phải kiếm một cái khẩu trang mình đeo vào ngay lập tức. Chứ không thì buột quá rồi. Về sưng Amidan mất. Mình sẽ quay camera về đằng trước nhá. Đây. Đây là phía đằng trước này cả nhà ơi. Đây, mình sẽ bắt đầu quay từ đây này. Cả nhà có thể nhìn thấy nó đóng băng không? Băng. Băng giá. Đây là những bụi cây hoa hồng gai này. Nó đóng băng hết rồi này. Đây. Đóng băng. Đóng băng hết rồi. Một loạt cây ở đây này. Ui, đóng băng trắng hết luôn rồi này. Đây. Đây là một cây tùng. Mọi người có thể nhìn này. Băng giá. Kìa. Bên trong kia là phía sáng sáng đèn kia là nhà hàng Ô Quy Hồ đấy cả nhà. Ô Quy Hồ Sky Bar kìa. Ôi đây. Mọi người có thể nhìn sang bên này nữa này. Những hàng thông dọc đường. Bị đóng băng hết rồi. Đóng băng hết rồi. Chỗ này nữa này. Ô.
Wow. Thật là tuyệt vời khi những người đi du lịch như mình được nhìn thấy, ngắm nhìn được những cái khoảnh khắc có băng giá như thế này. Ở đây cũng có các cô chú dừng lại để ghi lại khoảnh khắc trời băng này. Lạnh không chú? Lạnh à? Chú đi từ đâu đến đây đấy? Đi từ dưới phố lên mà. À, đi từ dưới phố lên à? Chú cũng lên ngắm băng à? Hay là đi qua đây thôi? Đi tuần đường. Dạ. Đi tuần đường. À, đi tuần đường à? À, ui này. Hôm qua chú đến đây chưa? Hôm nào đến mà. À, đây là mình đang gặp chú ở đây, là chú đi tuần đường thường xuyên cả nhà. Chú có bảo là hôm qua thì không có băng. Nhưng mà đây này, chú lấy tay chú nâng lên hộ cháu xem nào. Đấy, thấy chưa? Đây. Ồ, nhưng mà chú không đeo găng tay thế này lạnh lắm chú ạ. Người dân ở đây người ta làm được này thôi, mình phải găng tay. buốt kinh khủng khiếp luôn. Cháu cứ tưởng chú quen rồi. Ồ, đây này cả nhà nhìn này. Những cái hàng cây ở đây á, gió nó thổi nghiêng thì băng nó đóng cứng lại luôn. Dọc con đường này mọi người có thể nhìn thấy ở những cái cành cây ở trên kia kìa, nó đã bị đóng băng cứng hết rồi cả nhà. Bây giờ thì không biết có cái lối nào. Hùng ơi, Hùng, ở đây có cái lối nào đi lên đỉnh ấy nhở? Phải vào đây mua vé. À, phải mua vé để đi lên à? Đi anh em mình đi. Để lên được cái đỉnh của Ô Quy Hồ thì sẽ phải mua vé tham quan cả nhà. Mình sẽ đi vào bên trong này nhá. Bây giờ bọn mình sẽ phải vào đây để mua vé check in này. Đùa. Bọn anh vào đây xong rồi bọn anh trả mà. Ở đây làm việc từ mấy giờ hả em? 7 giờ ạ. 7 giờ là làm việc à? Vé tham quan ở đây là bao tiền một người đấy? 120 ạ. 120, 120 là bao gồm cái gì em? Vé không bao gồm ạ, chỉ là vé tham quan. À, chỉ là vé tham quan thôi à? À, đây cả nhà ơi, vé này, người lớn và trẻ em trên 1m4 là 120, còn trẻ em từ 1m đến 1m4 là 60.000, dưới 1m là miễn phí. Bây giờ là bọn mình bắt đầu đi qua cái trạm soát vé này cả nhà ạ. Đây là bên trong khu vực tham quan cả nhà ạ. Bọn mình đã gọi 2 bát mì tôm thịt bò để ăn sáng ở đây cả nhà ạ. Ăn sáng xong thì mình mới bắt đầu tiếp tục đi lên trên phía đỉnh Ô Quy Hồ ở đây, cổng trời Ô Quy Hồ. Bữa ăn sáng ở trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ đây cả nhà ơi. Một bát mì tôm thịt bò với rau cải mèo. Mọi thứ đang bốc khói rồi. Bên ngoài đang sương mù và rất lạnh. Bây giờ mình sẽ phải tranh thủ ăn bát mì tôm này thôi. Không biết có ngon không, nhưng mà cứ thấy bây giờ cứ thấy cái gì nóng nóng như thế này là thích rồi cả nhà. Tay mình có thể ôm bát mì như thế này mà không có cảm giác gì nữa rồi, mặc dù bát mì đang rất nóng. Dã man. Mời cả nhà ăn sáng với mình nhá. Cách sưởi ấm tốt nhất này. Sau một lúc mình quay lại xe và xem cái nhiệt độ ở đây thì cái báo nhiệt độ của mình đã về là 0,3 độ rồi này cả nhà. Thời tiết lúc này đang rất là buốt. Chỉ có 0,3 độ C thôi. Chưa thấy âm.
nhưng mà đang là 0,3 độ C nhá. Mình đã ăn sáng xong rồi cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi lên phía bên trên, phía bên trên cổng trời Ô Quy Hồ cả nhà. Và thời tiết bây giờ vẫn đang là rất lạnh, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy là nhiệt độ nó tăng lên cả. Mọi người nhìn này, tất cả những cái cổng hoa, những cái cổng hoa ở đây đều đóng băng hết rồi này. Này, băng giá, băng giá. Mình sẽ nhặt một ít băng xuống đây. Thôi xong rồi cả nhà. Nhặt cả bông hoa ở đây rồi. Xin lỗi để trả lại. Trời ơi lạnh quá. Cả nhà ơi, băng này, băng này, băng này. Trời ơi, mọi người thấy cảnh gì đây không? Băng, băng, băng vào băng. Bọn mình sẽ tiếp tục đi, bọn mình sẽ đi tiếp thôi. Lối lên cổng trời Ô Quy Hồ này cả nhà ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi lên phía cổng trời Ô Quy Hồ nhá. Ở trên đấy gần như là điểm cao nhất ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ này rồi á. Dọc cái lối lên lên trên cổng trời Ô Quy Hồ thì mình lại thấy không có băng. Tại vì là hầu như là gió nó không thổi vào cái mặt bên này thì phải. Mình sẽ phải đi lên trên đỉnh cơ. Trời đang rất là lạnh. Mình đã đến bậc đá để đi lên rồi này. Đây là lối đi lên bên trên. Đi lên đến đây thì bắt đầu thấy lại có băng rồi cả nhà. Mọi người có thể nhìn thấy những cái làn sương có gió nó đang thổi không? Gió đang rất là mạnh. Nước mũi mình chảy hết ra ngoài luôn rồi. Đây, lại là băng giá tiếp đây. Đây, mọi người có thể nhìn dọc phía bên này này. Tất cả những cái cây ở đây đang bị đóng băng hết rồi. Đường đi ở đây thì cũng đang khá trơn trượt cả nhà. Wow, bông hoa cúc ở đây này. Bông hoa ở đây cũng đóng băng rồi này. Lên phía trên cao này thì trời gió lắm cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đã đi lên trên đến cổng trời Ô Quy Hồ rồi này cả nhà. Và ở đây là một cái như kiểu một cái chóp núi á, ghi là cổng trời Ô Quy Hồ với độ cao là 2035 m. Và mọi người có thể nhìn thấy cảnh vật hiện tại lúc này, tất cả mọi thứ đang đóng băng hết rồi này cả nhà. Mọi người có thấy nghe thì tiếng lách cách không? Đấy. Đóng băng hết rồi. Đây, đây là một cái lá đóng băng này. Ô, tách được đá ra này cả nhà ơi. Wow, tuyệt vời chưa? Đây là một cái lá, một cái lá bằng đá này. Khả năng tí anh em xuống gọi một cốc cà phê nóng. Ừ. Đưa lên đây là cà phê đá. Ừ đúng rồi, ôi bỏ hết đá vào đây là thành cà phê đá luôn đấy. Wow. Và bây giờ thì mình sẽ đi quay thêm một đoạn nữa ở cổng trời Ô Quy Hồ cả nhà nhá. Mình cũng mong là có tuyết, nhưng mà với cái thời tiết nhiệt độ như thế này thì cũng hơi khó có tuyết. Không biết là liệu ngày mai có còn không nữa. Nhìn này. Cảnh tượng thật là đẹp. Ôi này, nhìn tất cả những cái cây ở đây là nó đang đóng băng rồi đấy cả nhà.
Lá đóng băng hết luôn rồi này. Chung quy lại thì nó cũng chỉ có những cái cây cối nó đóng băng như thế này thôi cả nhà. Đây này, đóng băng này. Wow. Đây này, cái bụi cây này này, băng giá luôn á. Đây tiếp. Nhìn này. Wow, đây này. Sao thấy có các chị đã ở trên này rồi này. Mình thấy khung cảnh ở bên trên cổng trời Ô Quy Hồ này cũng khá là đẹp đấy chứ cả nhà. Có rất nhiều những cái khu vực làm thành tiểu cảnh để check in á. Như mọi người có thể nhìn thấy ở đằng trước này. Ở đằng trước nhiều có một cái phiến đá và có cái hình đầu con rùa. Và phần đây là phần mai rùa này. Mai rùa đang cõng trên lưng một cái như kiểu cái chóp núi á. Ghi là cổng trời 2035m. Nhìn này, như kiểu một chốn bồng lai tiên cảnh luôn á cả nhà. Cảm giác ở phía bên trong này không đóng băng nhiều Hùng nhờ. Kiểu không có gió vào á. Không có gió lạnh vào á. Khung cảnh ở đây cũng khá đẹp. Trên ngọn cây. Đây cả nhà ơi. Đi vào bên trong này thì như kiểu là một cái khu rừng nhỏ á. Rất là đẹp này. Bên trong thì có những cái cây, gốc cây rêu được phủ kín trên những cái gốc cây này rồi cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại thì ở bên dưới thì nó không đóng băng, nhưng mà ở phía bên trên kia kìa, trên những cái ngọn cây kìa, là bọn mình nhìn thấy băng nó rất là rõ ràng luôn á. Có cả bàn đào luôn này. Mình thấy thì ở đây có một cái khu tượng, có một tượng Phật Quan Âm ở đây á, đang được xây dựng cả nhà. Tượng Quan Âm ở đây thì mình thấy á, nhìn thấy á, có rất nhiều những cái gương mặt được xây dựng về các phía khác nhau á, bốn phía luôn các bạn ạ. Không biết là cái bức tượng này thì được gọi tên là gì nhỉ? Mọi người nhìn này. Nhìn như kiểu những cái khu rừng rêu ở Tà Xùa á. Ở đỉnh Tà Xùa á. Rêu rất là đẹp. Có lẽ là bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra phía bên ngoài kia để chụp một vài kiểu ảnh check in với băng đã cả nhà nhá. Bọn mình vừa check in và chụp ảnh ở trên cổng trời Ô Quy Hồ xong. Và bây giờ thì chắc là bọn mình sẽ tiện đường đi xuống phía bên dưới, thì sẽ đi qua một cái khu vực khá là đẹp. Ở đây gọi là gì á Hùng nhỉ? Đi xuống phía bên suối Tiên cả nhà. Cái cầu này á, đi ở trên cái mặt này nó như kiểu nó cũng đang bị hơi đóng băng á, cho nên là đi nó cũng hơi bị trơ trượt một chút cả nhà. Đi cũng phải không phải là hơi đâu mà là nó trơn như cả nhà nhìn này. Mình sẽ biểu diễn cho cả nhà xem nhá. Ui, nhìn đây. Mọi người cả... ui. Rất là trơn luôn, cả nhà nhìn mình nhá. Trượt băng nghệ thuật. Rất là phê. Cameraman đi đằng sau mà cũng phải rất rón rén. Xuống đây là lại một đoạn trơn nữa rồi cả nhà ơi. Mình nghĩ là mình sẽ trượt từ đây xuống mất. Ra chỗ này thì cũng không. Chỗ này thì lại cũng không bị quá đóng băng cả nhà. Có mỗi đoạn ở giữa kia thôi. Đóng băng trơn trượt cả cái cầu này luôn á. Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận. Mọi người nhìn này. Một cây thông băng. Lần đầu tiên mình thấy luôn đấy cả nhà.
rất là đẹp luôn này. À, bọn mình vừa đi từ bên cổng trời Ô Quy Hồ xuống đèo rồi cả nhà. À, mình đang đi trên con đường đèo Ô Quy Hồ này. À, thời tiết lúc này thì đang rất là lạnh. Mình vừa nói và vẫn vừa thở ra khói luôn cả nhà. Thời tiết lúc này thì nó vẫn còn có những cái đợt mưa nhỏ nhỏ nhá, nhưng mà nó không liên tục. Và mình có để nhiệt độ ở trên nắp capo của xe á, thì lúc bọn mình xuống thì nhiệt độ đã tăng lên tầm khoảng là 2,3 độ rồi. Trời cũng hình như là đang dần ấm, hình như là trời cũng đang dần ấm lên rồi thì phải. Mọi người có thể nhìn thấy này, ngay đằng sau mình là những cái hàng thông á, và nó vẫn đang đóng băng như thế này. Nhưng mà mình sẽ quay lại phía trước cho cả nhà xem nhá. Thì hiện tại là những cái băng ở đây á, là nó đang bắt đầu nó chảy nước xuống rồi này. Mọi người nhìn thấy này, nó đang chảy nước xuống rồi. Có nghĩa là trời nó đang ấm dần lên rồi cả nhà. Bọn mình ngồi ở đây khá lâu là để xem thời tiết là nó còn lạnh nữa không. Nhưng mà nó lại đang ấm lên. Và những cái băng ở đây á, nó cũng đang chảy nước đi rồi này cả nhà. Mọi người nhìn thấy không? Nó đang chảy nước đi rất là nhiều. Hàng băng này. Mọi người nhìn hàng băng này. Đẹp quá luôn á. Rất là thích. Rất là đẹp, nhưng mà băng ở đây đang tan rồi. Băng đang tan dần đi rồi cả nhà. Lúc bọn mình đến đây thì bắt đầu có nhiều du khách hơn, nhiều du khách đến check-in hơn. Thời tiết rất là lạnh, rất là khắc nghiệt. Mọi người nhìn này, lượng xe đến đây bắt đầu rất là nhiều. Nãy khi bọn mình đến á, thì chỉ có duy nhất một chiếc xe của bọn mình thôi. Bọn mình đến đây từ lúc 7 giờ sáng mà. Nhưng mà bây giờ thì đang có rất là nhiều xe. Cũng có nhiều khách du lịch đến tham quan hơn. Mình sẽ đi lại một đoạn đường băng ở đây nữa. Rất là lạnh. Bây giờ bọn mình lại có một cái quyết định trong tích tắc luôn cả nhà. Có nghĩa là bây giờ bọn mình sẽ đi thẳng một mạch từ Sapa về đến đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn cả nhà nhá. Để sáng ngày mai, liệu là xem là liệu sáng ngày mai ở trên Mẫu Sơn còn băng tuyết không. Rất hy vọng là vẫn còn băng cả nhà nhá. Mình vừa nói ở đây mà có nghĩa là không còn hơi nữa rồi cả nhà. Trời thực sự rất là lạnh. Lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm cái cảm giác lạnh như thế này. Có lẽ là như kiểu là đang ngồi ở trong tủ lạnh luôn á. Mình sẽ quay lại xe nhá. Để bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu hành trình từ Sapa. Xe tải. Bây giờ thì mình sẽ quay lại xe để lên xe đi di chuyển về Mẫu Sơn ở Lạng Sơn luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết hành trình đi săn tuyết của mình ở Sapa. Và hẹn gặp lại cả nhà ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye. Lạnh quá.